Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muộn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng. Anh hỏi lòng anh có